ghi hình nha câu bao ba cho đường thẳng d hình chiếu song song của d lên x o z. chiếu lên cái nào thì còn cái đó tức còn ít còn z, còn ít còn z cái này bằng không đáp án nó sẽ là một cạnh ht đâu rồi ủa xong có a à, à, x Z thì cái y nó bằng không đúng rồi à, hình chiếu sam sam hình chiếu sam sam lên phản chứ không phải là là chiếu vuông góc hình chiếu sam sam của d lên cái mặt phản xoy chiếu lên xoy đúng rồi thì còn x còn z một cặn hai t một h... đây là H1 này. H1. Một h một này h một một hơi h một một Ủa sao, 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 không có đá bóng Bữa trước mình chiếu uh, được mà Chiếu song song của anh Jack lên cái Chiếu song song À à theo rồi rồi sorry Đây là chiếu song song của D Lên OXZ nhưng mà theo phương là phương của Delta Theo phương của Delta Chiếu xăm song của đường thẳng D lên O -X -Z, Lên OXZ đó nhưng mà là theo cái phương là song song với lại là delta delta đây thì chiếu nó xuống chiếu xuống theo song song vậy để cho nó thực cho nó thực tế một xíu đó ra đây là d phải đây là d à, chiếu song song theo cái đường thẳng delta cách làm bài này thì cái d phải này chính là giao tuyến của hơi mặt phẳng mặt phản ox và mặt phản alpha và phản alpha ha alpha. Mà alpha là mặt phản nào mặt phản chứa delta chứa delta và do chứa delta và sam sam với đi và sam sam đi do cái mặt phản này mặt phản chứa delta và sam sam với đi thì nó sẽ cắt cái mặt phản ox theo một giao tuyến thì cái đường này nó là hình chiếu của d lên mặt phản ox giấy theo phương của delta đó được chứ, hiểu hiểu ý tưởng như này chiếu xuống này thì lúc đó cái 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 này này cái đường thẳng đường hình chiếu này đó với cái này là nó nằm trong một mặt phản có nghĩa là d với lại cái này nó song song với nhau được chưa nhau như vậy là hình chiếu của nó xuống vậy là mặt phản của mình từ 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 cẩn thận bảy rồi mặt phẳng đây là mặt phẳng alpha chứa d và sam sam với delta à, d phải là hình chiếu của d lên mặt phẳng alpha theo phương của delta như vậy d phải là giao tuyến của mặt phẳng alpha là mặt sau chứa d sam sam delta đấy đây là một mặt phẳng này đấy, như vậy là mình viết mặt phẳng alpha ra mình tìm giao của alpha với o H, là sao được chưa rồi như vậy thì uh, mặt phẳng alpha ta viết nhanh thôi mặt phẳng alpha nó là chứa d sam sam delta thì si ra nó có một vectơ chỉ phương với ta cùng phương là chỉ phương của d chỉ phương của d là hai bốn một sam sam delta nó có một vectơ chỉ phương nữa là u của delta U delta là trừ 1, trừ 1, 1. Và qua một điểm nằm trên đường thẳng D. Mình chọn cái điểm này. Đó là điểm M1, trừ 2, 3. Ta viết nhanh nó ra. Có hướng của hai cái vector cùng phương này nè. Che đầu thì ta được là 4 trừ cho bộ thành cạn là 5. Che giữa đổ giáo là 2 trừ cho trừ một là ba đấu giá trừ ba che cuối trừ ha mà cạn cho bốn là ha vậy phương trình nó sẽ năm x trừ ba y cộng hai z cái mặt phản này là một chuyện giống như bản cửu chương nó biết cái rộng ha rồi điểm đi qua mình gắn vô nó là một trừ ha ba là cái cụm thứ nhất ngang nhau là nam cái nhau là 6 cái ngang nhau là 6 6, 6, 12, với 5, 17, đổi dấu trừ 17 bằng 0. Rồi, như vậy đường thẳng giao tuyến để phải của mình là do tuyến của hai mặt phẳng x, o, z. Mà mặt phẳng x, o, z là cái mặt phẳng y bằng 0. Mặt phẳng x, o, z là mặt phẳng y bằng 0. chưa? Mặt phẳng x, o, z là sam, sam, x, mắc x, sam, sam, z, mắc z. Đi qua góc tọa độ này còn y bằng 0 thôi rồi mình vẽ cái hệ này ra tìm cái cái phương trình đường thẳng đê phải phương trình của đê phải là giao tuyến hơi mặt phẳng thì giao tuyến của hơi mặt phẳng muốn tìm chỉ phương của nó thì nó sẽ có hướng của hơi vector pháp hơi vector pháp n1 của n2 n pháp thứ nhất tên nó là nam trừ 3 ha pháp ở dưới là 0 1 0 rồi ta giải quyết theo che đầu thì nó là trừ ha che giữa đổ giáo là không che cuối là nam ok chưa nè rồi như vậy thì cái vết chỉ phương nó có mà, trừ ha không nam trừ ha không nam đăng lầm cái câu đọc ba này trừ ha không nam trừ ha không nam ủa xong có trừ ha không nam đây phải không có qua lộn có qua lộn cái 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 nào không vậy cái đây là trừ một 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 này có hướng này sao không có cái uh, trừ hai thì có mà không có nam kiểm tra thử uh, làm nhanh quá cái bị ra tiếp tục ta làm thôi chắc là đáp án có vấn đề rồi như vậy thì cái vectơ chỉ phương của thằng này hồi nãy mình tính ra là trừ hai không nam và điểm đi qua điểm đi qua thì em lấy một điểm bất kỳ ví dụ như là lấy điểm y bằng không y bằng không rồi nè thì còn là 5 x cảm hay y trừ mười bảy nam x trừ mười bảy thì chọn thêm một giá trị nào đó nữa ví dụ như em chọn z bằng một chẳng hạn z bằng một z một cho đây này một mà đây là thành hơi hơi trừ mười bảy là còn lại là trừ mười trừ 15 chuyển qua là 15 15 chia 5 là 3 như vậy là x nó bằng 3 như vậy là điểm đi qua của nó là 3 0 1 phương trình của nó là x bằng y bằng z bằng à, 3 0 1 trừ 2 t và cạn 5 t yeah. 3 trừ 2 t 0 1 cạn 5 t 3 0 1 3 0 1 3 0 1 mấy cái bán này có luôn nhưng mà là cuối cùng là không có nam chắc sửa chỗ này lại đi sửa đoán D đi nam t ok nha rồi dạng toán đây là một dạng toán tìm hình chiếu của một đường thẳng sam song theo một đường thẳng cho trước tìm hình chiếu này đây là bây giờ mình quy là hình chiếu của một đường thẳng d à, thành d phải sam sam thẳng như trước thì viết mặt phẳng Pha. chứa đường này sam sam của đường kia sau đó, do hơn này là nó ra được một cái dấu tuyến đó chính là hình chiếu được chưa? Dọn nha. Những cái dạng toán này vô phòng thi không được phép suy nghĩ đâu nha. Không có được phép suy nghĩ đâu. Vô là đùng thôi chứ không có suy nghĩ nữa đó. Nên là dạng bắt đầu từ đây đã xuất hiện dạng toán. Những dạng đó là mình nhớ phương pháp làm. Không có thuộc luôn. Mình hiểu, mình nhớ. Cho hơi đường thẳng D1, D2. Phương trình đường thẳng nam trong alpha. Các hơi đường thẳng D1, D2. Thì cái này nó bắt đầu từ đây khi làm toán lại là phải hình dung không gian và từ trong không gian đó em mới tìm ra phương pháp làm đường thẳng thứ nhất nó sẽ cắt alpha tại một điểm d 1 sẽ cắt tại điểm a rồi d 2 nó sẽ cắt tại cái điểm b b mặt đường thẳng cần tìm là nằm trong alpha mà các cái đường thẳng thì nó phải đi qua ab như vậy trở về bài toán viết phương trình đường thẳng delta qua ab trong đó a là dâu của d1 của alpha d2 là dâu của d2 của alpha à, b là dâu của b là dâu của d2 và alpha pha không để tìm dâu nha dâu d1 của alpha thì thì chuyển nó về cái tham số để viết cho nó nhanh tìm dâu điểm của đường với mặt là một trong những cái với làm cực nhanh nha cái này chuyển về này x bằng y bằng z bằng để y về làm cũng được cho nó có hơi cách tìm dâu điểm của đường với mặt một chuyển về cái tham số thì điểm đi qua của nó này điểm đi qua nó là ha một một ha một một còn vết tay chỉ phương nó là trừ một ba này tức là trừ t cạn ba t cạn 2 t rồi muốn tìm vô của đường này với mặt này thì thế x vô đây rồi thế y là cái này vô đây z vô nó ra phương trình t dễ tìm t rồi tìm t sang rồi có t thế lại ra được tọa độ vô điểm và mình sẽ dễ nhanh một là em nhắm được thì càng tốt còn nếu em không nhắm thì em có thể dễ bằng máy tính bằng cách nhập nó vô ví dụ như đây là x này x mình thay bằng hai trừ t H trừ t máy tính mình thay cho t chữ x rồi cạn cho ha cạn cho ha mở ngoặc ra y tức là mình thay bằng một cạn 3 t một cạn 3 x luôn đáng ngoặc là rồi trừ cho ba giấy trừ cho ba mở ngoặc ra Z là một cạnh 2T 1 cạm 2 X Đám mạc. và có trừ 2 đây nè trừ ha em bấm ship can cho bao nhiêu cũng được 2, ba vẫn được ha bằng t bằng trừ một có t bằng trừ một t bằng trừ một thế vô t bằng trừ một chỗ này thành ba t bằng trừ một đây trừ ha t bằng trừ một đây trừ một như vậy là cái điểm a này có tọa độ là ba trừ 1 trừ một đó là cách tìm giao điểm thứ nhất. Cách tìm giao điểm thứ hai là em dùng một cặp em quy động ở đây. Nhân lên ta được là 3x. Nhân này lên, lên được trừ y chuyển qua là cạn y. Rồi còn số, số bên đây nhân lên nó là một nè. Nhân lên nó là trừ 6 chuyển qua là cạn 6. 6, 1 là 7. Rồi lấy cặp thứ hai Cặp thứ hai Có thể lấy cặp đầu cũng được nha. Nhân đây là 2y. 2y. À, nhân đây là 3 giấy chuyển qua là trừ 3 giấy bằng đây chuyển qua là trừ 3 nhân đây là trừ 2 chuyển qua là cạn 2 cạn 2 mà trừ 3 thì còn lại là trừ 1 với lại phương trình mặt phản nữa x cạn 2 y trừ 3 giấy trừ 2 thì bằng 2 luôn bấm hệ phương trình ba ảnh nó sẽ ra kết quả này đó thì mỗi người sẽ tìm ra một cách làm một là chuyển nó về tham số thế vô xích can hay là mình mình lấy một cặp mình quy đồng lấy cặp quy đồng thành ra phương trình mới thêm cái mặt phản phương trình là ba phương trình bắt bản bấm bục và xong, được chưa? Mấy em tự chọn cho mình một cái giải pháp nào đó, thề mà theo mình cảm thấy là nhanh nhất, ok chưa? rồi tiếp tục tương tự như vậy, thầy sẽ tìm giao điểm của đường thẳng D2 với lại là cái anh Khoa. D2 đã có sẵn rồi thế như thôi, ha. với lại phương trình hồi nãy mình có số mình thầy chỉ sửa thôi. đây D2 này, cái x thay bằng 1 trừ 3t, à, thầy sẽ chuyển ra x thay bằng là 1 trừ 3t, 1 trừ cho 3T là 7 á. Rồi, còn cái y thay là trừ 2 cạnh T. Trừ 2 cạnh T. Trừ 2 và cộng cho T. Rồi, cái, cái thứ ba là thay bằng là trừ 1 trừ T. Trừ 1 trừ T. Rồi, ở đằng sau là nó có sẵn là em ship can thôi. Ship can cho bao nhiêu đốc được. Nó bằng 1. Đúng không? Thế 1 vô đây thế 1 vô t bằng 1 thì thế vô ta được có điểm b điểm b có tọa độ là một này thì còn là, là trừ ha một này thì được là trừ một một này được là trừ ha như vậy đường thẳng cần tìm là đường thẳng đi qua ab ab thì có vectơ chỉ phương là bằng u của a bằng u vectơ chỉ phương u bằng ab ab lấy b trừ a là trừ nam b trừ a là một b a là -1. Rồi, như vậy là là vectơ pháp, vectơ chỉ phương nó là -5 1 1. Trừ -5 1 1 hay là đổi giáo -5 1 1 đều được. Đây được nè. Rồi cái này được nè. Cái này là được nè. Này. này bỏ nè. Rồi điểm đi qua mình có thể lấy điểm A đi. Nếu điểm A mình đổi giáo thành -3 2 1. Trừ -3 2 1. Trừ -3 2 1 đáp án C này chưa rồi thì cái dạng này thì nó không gì ghê gớm là do um, một đường thẳng nằm trong một phẳng một mặt phẳng mà cắt cả hơi đường thì chỉ có đi giao điểm của đường từng đường của nó thôi đi một giao anh pha tại điểm A để hai giao anh pha tại điểm B vấn đề là em tìm tọa độ điểm A đến B cho nhanh và mình chọn một giải pháp nào đó nhanh nhất có hai giải pháp nếu nó có tham số rồi thế vô tìm t thế vô tìm t thì không có thể là em dùng bằng máy tính hoặc nếu em nhẩm được thì em nhẩm luôn như thầy thì nhẩm thì đếm chỗ hệ số x này cho đây là một H trừ ba Chỗ đây là một này tức là trừ ba này thầy tại đếm số t trước nha H thì chỗ đây thành là h cạn ha t này còn nếu mà trừ ba chỗ đây thành trừ với trừ thành cạn ba t này đó như vậy chỗ này nó còn h t rồi còn số thì mình cũng đếm giống vậy đây nó cũng là một này nhân cho h này nhân trừ ba này một là một này nhân cho H là trừ bốn này nhân cho trừ ba là cạn cho ba này 4 trừ ba là hết rồi à, bằng không ủa sao nã nã ra bằng một mà tự nhiên bằng 0. Đúng không đúng rồi đếm lại đi hết ừ. thầy nhẩm sao mình nó ra kỳ vậy thơ T đúng ra nó bằng bằng hai thì mới đúng đúng chưa thì nã ra T bằng một mà một à, đây là dương bốn đây là dương bốn dương bốn dương bốn không không bốn thôi chứ số hai mà âm 4 và chỗ này nó là âm ba rồi trừ 2 nữa này trừ hai nữa rồi vậy là cái này nó hết này còn bằng trừ hai này bạn, bạn trừ hai với theo hồi nãy có hồi nãy hơi t này trừ hai bằng không thì bằng t bằng một rồi, rồi nói chung lại là vô trong phòng thi thì mình cố gắng chắc ăn nhẩm cũng được máy tính cũng được nhưng mà chắc ăn thì mình làm ha chắc ăn làm ở nhà thì nhanh nhưng mà điều đều là trong phòng thi cũng phải nhanh nhanh nhưng mà chắc câu 35 mươi trang không gian cho đường thẳng delta mặt phẳng b phương trình tham số d nằm trong b cát và vuông cát và vuông với delta à, đây là p đây là đường thẳng delta đó. đường thẳng cần tìm của mình là nằm trang cái mặt phẳng b cắt và vuông cắt và vuông do cái đường thẳng d này, này nằm trong mặt phẳng p nên có một ta vuông góc là pháp của b đường thẳng d này vuông góc với delta nên vuông góc luôn với chỉ phương của delta nó có hai cái vuông mình suy ra được vectơ pháp là ok rồi. Như vậy là U của D là nó có có hướng của N của P và U của delta. À. NP là NP là 1 2 3, còn delta là 1 1 1. 1. Rồi, che đầu nó là -2 cộng 3 là 1, che giữa độ dấu -2 cộng 3 là -1. -1 cộng 3 là ha, độ dấu trừ ha. Che cuối 1 2 1. Vậy phương trình nó sẽ có cái chỉ phương là 1 2 1. Có thì có không có đã. Ờ 1 2 1. 1 2. 1 2 1. Ủa đâu vậy? À 1 1 2 1 chỉ có một đáp án thôi. Chỉ một đáp án thôi. Mấy đáp án kia không có, vậy không cần làm nữa. Còn nếu nó có hơi đáp án thì mình phải đi tìm cái điểm Đi tìm điểm đi tìm cái điểm đây này đi qua cái điểm A này này, này. tìm vô của delta với P em lại vô lên tạo về ra được đêm mai nhưng mà may mắn bà toán là nó chỉ có một cái chỉ phương phù hợp thôi một trừ hai trừ một một trừ hai trừ một còn mấy cái mấy, mấy kia nó không có tỷ lệ không có gì cả loại luôn đó. còn nếu chỗ đây nó cũng có một trừ hai trừ một bên này có một trừ, hai, trừ một thì buộc em phải tìm tòa điểm điểm A này ra đó thấy chưa nè. nên là nó sẽ đốt cháy giai đoạn cho mình chút nó giao đề người ta ra không kỹ chứ đề người ta ra kỹ là buộc em phải tìm cái giao đi điểm a này à vô của điện ta về là cái vô của điểm của đường này em phải bàn một cái giải pháp nữa em phải đi cho nhanh đi nhanh có thể lập hệ ba phương trình bấm má nếu mà số 11 một cái này nó dễ này một một chuyển vé thôi chưa? bấm máy tính thành hệ hai hơn còn nếu như cho thông số thì mình thế vô xích can ha 36 đây là đại học khối D năm 2006 thì năm 2006 là đại học người ta thi theo hơi đợt đợt đầu là ví dụ như là A B đợt hơi là CD, tức là người ta thi khối nào thì sẽ thi theo đợt đó. đó. mà khối D là khối toán lý hóa trong đó là toán văn anh văn anh trong đó anh là chủ yếu cho nên toán nó dễ hơn toán dễ hơn cho nên là toán của khối D nó dễ <laughs> nên chắc chắn là câu này nó dễ cho hai đường thẳng D1 D2 phương trình delta đi qua điểm A vuông D1 các D2 ờ, hiểu ý tưởng chưa delta là một cái đường thẳng đi qua cái điểm A cho trước à, đi qua mình trước vuông với D1 vuông góc với D1 vuông nhưng mà chưa chưa chắc là các nha vuông với D1 và các D2 các D2 đó tìm có hướng để mình làm bài toán này đường thẳng D đi qua điểm A vuông với D1 và cắt với D2 mình phải định hướng cho không gian mình làm vuông với D1 cho nên mình sẽ viết được phương trình mặt phẳng alpha qua A và vuông với D1 thì cái mặt phẳng này mặt phẳng alpha này sẽ cắt d hai tại điểm B như vậy đường thẳng cần tìm mình đường thẳng AB thấy hướng đi chưa đó. À, như vậy là cái cái đường thẳng của mình là đường thẳng đi qua a này à, mà do cái đường thẳng đó nó vuông đi một nên là cái đường thẳng đó sẽ nằm trong mặt phẳng đi qua a và vuông gác đi một sau đó mặt phẳng nó cắt cái dh tại điểm b do điều kiện đường thẳng cắt cái đường thẳng dh cho nên là đường thẳng cần tìm mình chứ đường thẳng ab nó thỏa mãn yếu tố là có d dh và có vuông đi một do nó nằm trong mặt phẳng pha vuông đi một đó ý tưởng rất là nhanh ha rồi mặt phản alpha này viết như một cái má alpha vuông với D1 vuông D1, D1 đây D1 nó là ha trừ -1, 1 vuông D1 thì được mặt phản vuông với đường thẳng thì nhận chỉ của đường làm pháp của nó đường vuông với mặt thì nhận chỉ của đường làm pháp của nó là ha x trừ y cảm giác rất là nhanh vâng, vuông đi một này, thì nó lấy cái này nó làm vectơ pháp hai trừ một một. Rồi điểm đi qua là điểm A, điểm A là một hai ba, một hai ba nhân nhau là hai nhân nhau trừ hai nhân nhau là ba, kết quả là trừ ba, là kết quả ông ba đổi dấu của trừ ba đó bằng không, có được alpha. Bây giờ alpha này vô đi hai để tìm điểm B, đi ha. Em sẽ chọn vô theo cách nào đó tự giấy, Một chuyển về tham số Sip can, hay là quy đồng, quy đồng ra hệ phương trình. Nên mà quy động lại hệ phương trình thì đây nó là hai x. Tức là trừ a chuyển qua là căn y. Số mình bỏ nguyên kia. Số ẩn kia là đây là 1 này. Chỗ đây nè chỗ đây là 1 này để đó này. Đây là trừ 2 chuyển qua căn 2 ha 1 là 3 đây. Rồi, phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai chỗ đây nhân lên là y này. Chỗ đây là giải chuyển qua là trừ, trừ 2 y này. Rồi. À um trừ hai giấy Rồi, số nhân đây là hai này nhân đây trừ một chuyển qua là một thành ba này được chưa? Rồi. như vậy là mình bấm cái hệ phương trình bảng này ra rọc 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 nó sẽ ra được thiết giấy nó ra được cái tọa độ điểm b bấm hệ thi đi coi thứ a bấm nhanh hơn mod chín một ba ha trừ một một nhớ chuyển diện cái này qua nghe chuyển cái số 3 đó qua đó đâu rồi ra chưa ra chưa ra chưa trừ một một ba một một ba ở dưới là ha một không ba một không ba ở dưới là 0, 1, trừ 2, 3. 0, 1, trừ hai 3. 7, 7. ha trừ 1, trừ 2. hai trừ 1, trừ 2. Xong tôi bên tôi nến không chưa bấm nhé. Yeah. Rồi như vậy là vết cái mặt phẳng cần tìm mình là mặt phẳng đi qua AB. A là một hai ba Nó là thi bắn thử mà. Tốc độ vậy đó rồi như là nó nhận AB đường thẳng đi qua B nhận AB làm vết tay chỉ phương AB là 1 trừ 3 trừ 5 1 trừ 3 trừ 5 1 trừ 3 trừ 5 được nè được nè bỏ nè bỏ nè không cái 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 này cũng được luôn nè điểm đi qua nó ví dụ như điểm 1 thì nó là trừ 1 trừ 2 trừ 3 có ai luôn Đúng chưa? Rồi tốc độ nha, T cùng nhau tính nha. Ờ. Oh. Thì nó là cái phương trình 23 thử thầy nãy thầy tính nhanh quá. À, phương trình 23. Phương trình 23 đấy hả? Phương trình 23 này là lấy từ đâu ra đây ta? Cái phương trình 23 là là giao với cái đường thẳng DH này em. Vô đường thẳng DH này. một em chuyển về tham số em thấy vô em xích can hơi làm quy đồng. Em quy đồng thì nhân hơi lên nè là hơi x này. Cái nhân này lên là trừ -y chuyển qua thành cạn y này. Còn số là nhân đây là -1 à, nhân cho -1 nhân cho 1, một, -1 một này là 1 này. Hơi nhân cho -2 hơi là hơi nhân cho -1 là -2 chuyển qua là cạn hơi 1 hơi là 3. Rồi cái phương thầy lấy phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai này, cái này nhân nhau là 1y này. Đấy. Ok ra pháp ra Rồi, ok. Rồi. Đó. Còn không thì em lại dùng phương pháp mà chuyển về tham số. Thì chuyển về tham số nó cũng rất là nhanh. Tức là x bằng y bằng z bằng chỗ đây nó là 1 1 trừ -1 1 1 trừ -1. Còn cái này nó là trừ -t cạn 2 t và cạn 1. Rồi bấm phương trình uh, mặt phẳng, mặt phẳng này đây. Này. Thế cái x lực này vô, trừ cho y y thế cái này vô cạn cho giấy thế này vô trừ 3 ship can nó ra được cái t có t bỏ lại vô đây ra ra cái điểm b nha đó, đã, đã. chọn cho mình một cái giải pháp nào đó đi cho lạ ha cái giải pháp thế thì dùng máy tính dành nói chung cái giải pháp thế đó thì um, thì ship can này dành cho 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 quá trình rối sợ nhất là vô trong trong phòng thi nó rối mình tính không được chính xác thì mình dùng phương pháp đó và những đứa nó tính chậm nó dùng máy tính ship can chỗ lại thấy chưa à, còn nếu mà tính nhẩm mà tính theo hệ kia thì cũng được nhưng mà sợ nhất là chuyển 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 nhầm một phát ở trái quất luôn chỉ cần nhầm là trái quất ha ba cho đường thẳng d phương trình chính tắc của a cát và vuông với d à ở đây là bây giờ là vuông và cát luôn à, vuông và cát luôn thì đường thẳng của a, đi qua đi qua a vuông và cát với đường thẳng d à, nên ta đây đi qua điểm A này đây là thay bên tay. À, cái này thì dễ rồi, Vuông và các với D luôn, thì làm cũng giống vậy, Cộng phải viết mà phải anh pha. Đi qua A vuông với D, đi qua A mà vuông với D này, thì các phương trình này, chú ý cái cái vuông với D thì nó có, nó nhận cái chỉ phương là A trừ một bốn làm với ta pháp, thì nó là hơi X trừ Y cạn 4 rồi 4 giấy Điểm đi qua là nó đi qua cái điểm A à, nó là trừ 4 trừ 2 4 cái này nhân nhau nó là trừ 8 nhân nhau là cạn ha nhân nhau là 16 16 là trừ 8 thì còn 8 8 hay là 10 đổi dấu là trừ 10 bằng 0 Được chưa rồi phải tìm cho được cái điểm B này là do của D của alpha nếu D của alpha D đây alpha alpha đây à, thế dung thế tính thử đi 2x thì thường hay nhẩm là tức là x trước 2x là thành 4t trừ với trừ thành cạn t 4z với 4 là 16t là còn 21t còn số là nhân cho trừ 2 là trừ 6 trừ nhân là trừ 1 4 này nhân với này nó là trừ 4 với trừ 10 nữa rồi cái này với này là trừ 4 trừ 10 là trừ 20 trừ 21 trừ 21 chuyển qua là 21 chứ t nó bằng 1 à, t bằng 1 thế là lên đây t 1 t 1 thì cái điểm B nó sẽ có tọa độ là t 1 này thì nó là trừ 1 B dưới này đi trừ 1 à, 0 3 rồi với là mặt phản cần cái đường thẳng cần tìm mình thẳng qua AB A là trừ 4 trừ 2 4 vậy vector AB nó sẽ là lấy b trừ a 3 lấy b trừ a ha trừ 1 3 hay trừ 1 3 hay trừ 1 3 hay trừ -1, 1 đây được nè không biết đáp án kia nằm ở dưới nó có không là xíu nha 3 trừ 1 3 trừ 1 ở đây được nè đây được nè Ở đây cũng được nè nó đấu giáo toàn bộ này đúng không rồi như vậy là phải chờ cái điểm đi qua lấy cái điểm điểm A nó là đấu giáo 4 hay trừ 4 4 2 trừ 4 này đáp án câu đi yeah. rồi nó sẽ có một cái bài toán mà nhìn vô điểm A cũng thái luôn mà nhìn vô điểm B cũng thái luôn đó, đó là một cái, cái 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 một cái vấn đề rất là nguy hiểm, đúng không? ví dụ như em ráp em nhìn ra cái đáp án, em, em thế cái điểm B vô, bốn cái đáp án không có nào thay cái dưới điểm B hết, rồi thế đi mà vô, bốn cái đáp án không thấy cái nào chứa điểm điểm A hết, mà trong khi nó có ba cái đáp án mà thỏa mãn là cái 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 này luôn, thì giải pháp của lúc đó là gì? Thế cái điểm A vô, ví dụ thế điểm B vô cho dễ, dễ. thế x bằng trừ một, y bằng không, z bằng ba vô, thế vô đây, mà nó bàn hết là đúng mà không được thì thấy thấy cái này bàn thấy thì đúng thế là bàn thấy đúng đó nó còn còn có cách đó nữa nha nhiều lúc rất là gì là quảng hồng nha nên là khi người ta ra bà tốn khó nữa là còn có cách đó nữa đó là khi cái chỉ phương thì nó có xuất hiện rồi nè xuất hiện chỉ phương, chỉ phương xuất hiện ở đây xuất hiện ở đây và xuất hiện ở đây đó. nhưng mà khi mà thế tìm điểm thì không có điểm này thì lúc đó chọn một giải pháp là thế cái điểm b vô thế hết vô mấy cái đáp án coi thì cái nào, hay nó nó cùng bàn với bàn sẽ ra hết trên mình chọn được chưa à, nha ví dụ điểm b mình thấy vô đây này x bằng trừ này trừ một là còn lại là 3, chia 3 bằng một này không là 2, chia 2 bằng một này ba là à, là bằng trừ chia trừ bằng một này này đúng này đó. còn giải pháp đó nha và sẽ, các em sẽ gặp cái kiểu như vậy đó là, tức là làm cho cái mức phức tạp tăng lên một chút rồi đa khối a thường thường đa khối a năm đó là toán khó thì coi thử được khó nó như thế nào quá hơi lẽ năm so với ha vì cái thời này học cái phần giới thích không gian này rất là yếu nên đề lúc đó đa phần này đề dễ chứ không có đề khó bây giờ mấy em đề mà khó thấy những cái bờ này thì những bài người ta đem tự luận đó tự luận tức là một ba tiếng mười cao ba tiếng mười cao đó cho nên là là mà trong khi bây giờ em chỉ làm cái cao được một phút 30 giây thôi như vậy là cái tốc độ hạp của bây giờ nó sẽ cao hơn người đó đó ha rồi ta không gian cho đường thẳng D và mặt phẳng P a là giao điểm của D và P rồi a tìm được giao điểm D và B là a là là bằng D giao B Ok tìm được rồi phương trình tham số của Delta nằm trong B đi qua a vuông góc D hiểu chưa rồi tức là phương trình tham số đây là P này yêu cầu viết Delta này đi qua điểm A này, à, đi qua điểm A, à, nằm trong P, nằm trong P và vuông góc với d, vuông góc với d. Rồi như vậy là bờ toán là, là trở thành một bờ toán rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Đi qua giao điểm A, đi qua giao điểm A của d và P là A nằm chỗ đây này chứ đi qua giao điểm A và D tên và này rồi nó nghĩa là quay lại bài toán lúc nãy quay lại bài toán lúc nãy là viết phương trình đường thẳng nằm trong B vuông và các D tại A vuông và các D tại A này A là giao điểm của D với B này đúng không nằm đi qua A vuông góc ở D luôn này Đó. thì trả về bài toán lúc nãy là viết phương trình đường thẳng đi qua uh, vuông và vuông và các D các D, tay tìm điểm A trước, điểm A này buộc tìm này, thì đường này nó phải đi qua đây điểm này, Nghe chưa? Nhưng mà xem thử, gọi A là giao điểm của D, đi qua A và vuông với D, trang không gian cho đường thẳng D, đường thẳng D mặt phẳng BA giao điểm của D với P hàng này phương trình tham số của delta nằm trong P nằm trong P nằm P P là cái cái điểm cho trước rồi ok nó khó hồi nãy một xíu là nó nằm trong P là P là mặt phẳng, phẳng cho trước rồi đường nào mình đi tìm giao điểm A này ra đi ra hết Ủa? này Rồi tìm vô của này trước ha Vô của DVB rất là điểm A đó Đi đây Đi đây P đây là ta sẽ tìm theo phương pháp hệ phương trình nha x cạn y trừ h z trừ hết với cái mặt phẳng p đó bằng trừ chín h z bằng trừ chín rồi bây giờ nắm cái cục này quy đồng nha nhân lên đây thì nó là h x này nhân qua kia là trừ y thành cạn y này. Số là để lại bên này là trừ -3. Bên kia là trừ -2 căn ha thành trừ -1 này. Đó, tính vậy đó. Còn cái này thì nó là trừ y ở quên y này. kia là 2 giấy nhân qua thành -2z này. Số để lại là đây là trừ -6. Trừ -6 với 3 nhân qua là trừ -3 nó rằng là trừ -9. Rồi bấm cái bậc hệ này ra. Ra được cái điểm A này mà tính chạy dùm cái đề hai đứa bốn đứa gì đó hai à, một trừ hai trừ chín. À, cố gắng tự tạo áp lực bấm má cho nó nhanh chứ đừng có thấy ở trên trước sau thì thằng bấm mình khó bấm thì mình có tốc độ mình không có ôi ơi nhanh hơn má tính là tôi phải uh, chậm hơn rồi đó vừa bấm mà vừa làm mềm nữa không từ một bốn đúng không đúng chưa có bấm không vậy à, đúng rồi ok rồi rồi, rồi. bấm nghe cũng phải tập bấm nghe chứ thầy thay bấm trên máy trên máy tính thì em bấm trực tiếp bằng bằng máy tính của em là em phải chấp thầy đó thì trên này thao tác trên này nó sẽ chậm hơn là bằng, thao tác bàn tay cho nên là phải cũng phải đẩy mình vô một cái khuôn mà, mà một cái áp lực bấm những cái chỗ này cho nó nhanh và chính xác được chưa rồi như vậy mình được cái điểm A rồi này được điểm A rồi bây giờ cái điểm A rồi thì cái đường thẳng delta này nó yêu cầu nằm trong B thì nhận pháp B làm vuông của nó nó vuông với D thì nó vuông luôn với cái U nó khác với chỗ nãy một xíu nên nó có hơi với ta vuông hơi với ta vuông pháp của B và U của D được chưa như vậy là pháp của B pháp của B là pháp B pháp B pháp B là ha một trừ ha U của D là U của D là trừ 1 ha 1 Trừ 1 ha 1 Có hướng ra U của nó U của nó là che đầu 1 Nam Che giữa Ha Trừ ha Hết Che giữa đấu giáo á Che cuối 4 cặn 1 Nam Rút gọn đi Nam là 1 0 1 1 0 1 1 0 1 là cái này bỏ nè Cái này được nè 1 0 1 được nè 1 0 1 được này, được chưa? Rồi, điểm đi qua nó nếu mà chọn điểm A là 0 1 4. 0 1 4 câu C. Được chưa? Nào, nhanh quá thì nó nó vẫn lệ nha. Rồi. Câu 39. Cho điểm A, đường thẳng D. Phương trình đường thẳng đường thẳng đi qua A các D song song với, với, Q tức là cái đường thẳng cần tìm của mình là đi qua điểm A à, đi A. các đường thẳng D các đường thẳng D và song song với cái mặt phẳng B song song mặt phẳng Q à, Q là mặt phẳng có à. rồi định hướng của thứ mình làm sau đây cái đây là một cái dạng toán mà 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 tìm mà viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A nằm trong B và các D y vậy thôi à, thì mình lỡ đi viết phương trình mặt phẳng P sẽ đi qua A và song song với Q nè viết P song song đi qua A song song Q mặt phẳng này sẽ cắt đường thẳng tại điểm B đó với đường thẳng AB đường thẳng cần tìm Đấy chưa? Vậy là phương pháp của nó là viết cái P như thế nào? Qua a sam 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 Q. Rồi, được chưa? Rồi d giao với P tại điểm B. Vậy đường thẳng cần tìm mình delta chính là đường thẳng AB. Xong. Đó là cái phương pháp. Được chưa? Rồi cái mặt phẳng T mà đi qua A sang sang với quy thì nó dễ rồi. Quy đây. Thì nó là x cạn y trừ giấy. Cái vết pháp nó là 1, 1 trừ 1. Đi qua điểm A, A là 1, 2 1. nhân nhau hết cạn là đấu giáo. Nhau nhau là 1, 2, 1 là 4. Đấu giáo trừ 4 bằng 0. Đây là mặt phẳng T. Rồi do của đường thẳng D với nó. Đường thẳng D đây à, bây giờ em sẽ chọn vô bằng phương pháp nào ha thì y vậy bấm máy tính luôn đi cái này nhân nhau nè quy đồng lên được là 3 x y bằng trừ 3 9 là bằng 6 rồi còn phương trình thứ hai là hai y trừ 3 giấy hai y trừ 3 giấy um, trừ 6 chuyển qua là 6 bằng 6 rồi bấm máy tính thôi Được chưa? rồi mấy em nhắm nha phải tập nhắm cho nó quen đi nó sẽ ra được cái điểm B bấm đi nhớ chuyển cái này qua nha bấm phương trình là nhớ chuyển cái trừ 4 này qua nè rồi tự bấm á sao đánh chịu á <laughs> Lại Ủa lại nè, là máy Bự thơ phần bả dư với... Trừ sáu phần bả dư với... trừ thơ phần bả Cường số. Có không nhỉ Một một trừ một bốn Một Một Trừ một Bốn Ba trừ một không sáu Ba Trừ một không sáu không ha trừ ba sáu không ha trừ ba sáu ha, không trừ hơ xa là bấm má 2, không trừ hơ nó đẹp như mơ vậy đó Rồi cái còn cái điểm nữa chi cái thằng cường thằng phát nữa ngồi im nó là không bấm không đồ gì hết lỡ nó bấm sơ rồi rồi rắn rắn chịu về điểm a của mình đâu rồi he đang lập câu máy vậy đang làm câu ba chín phải không dạ rồi ủa năm tiếng được đó rồi nó là điểm a tọa độ là một hai trừ một vậy là vector ab À, sẽ bằng là VLB-A B 1-2-1 1-2-1 39 1-2-1 Câu A được đấu giáo toàn bộ câu C được Câu này bỏ 1-2-1 được Đi qua điểm Nếu mà đi qua điểm A đấu giáo cho nó nghe Trừ 1-2-1 Trừ 1-2-1 Câu A luôn Ok rồi, câu 40 Cho cái đường thẳng Delta 1, Delta 2 Phương trình đường thẳng Phương đường thẳng Xăm xăm với D Các đường thẳng Delta 1, Delta 2 Ờ, à, như vậy nó cho đây là Cái Delta 1 này Nó cho đây là cái Delta 2 này Delta 2 này Rồi, đây là cái đường thẳng D này phương trình đường thẳng phương trình đường thẳng à, phương trình đường thẳng sam sam cho delta đi delta là sam sam với d các luôn delta một các delta hai à, sam sam d các delta một các delta hai luôn thì cái này nó có một cách làm rất là hay cho nên này, này ở trên d một ta lấy cái trên delta một ta lấy cái điểm tổng quát delta 1 này. Delta 1. Tức mình lấy điểm M trên Delta 1, mình cho cái cái này nó bằng T nha. Nhưng mà do thầy viết chữ T giống dấu cộng quá nên thầy cho nó bằng A nha. Thì x nó sẽ bằng là nhân 3 đây nè. Tức là 3A 1. Giống y như là phương trình tham số vậy đó. À, phương trình tham số em cũng cũng cho bằng T và quy đồng lên đó. Quy đồng lên cho được là A cạn H A. Y giấy tức là H A 1. Rồi, lấy điểm N, đây là điểm M lấy điểm n trên cái đường thẳng delta ha delta ha delta ra cũng dạy cho nó bằng b đi thì nó sẽ ra được là b cộng một à, b và 3B 1 trừ một và thầy làm sao chỗ nào nói nha khi đó tính được vectơ m vectơ vector m, m nó sẽ rằng là, là lấy n trừ m tức thấy lấy vector n m đi thì thích cái chữ chữ a trừ hơn là lấy mà trừ dưới tức là 3 a trừ b trừ ha kia là a trừ ha b cạn ha và ha a trừ ba b cạn ha cẩn thận sờ chút trước quát nha rồi vì hai cái đường thẳng này nó sang sang nhau hai đường thẳng sang song nhau nên cái vectơ m n với vectơ u của d này nó cùng phương u của d nó cùng phương mà u của d UQD là UQD là 0 1 1 nó là 0 1 1 đúng chưa? 0 1 1. Muốn cùng phương. Muốn mà cùng phương em không lập được tỷ lệ là do cái cái số này là số 0 mất rồi. Nó chỉ còn cách hai thằng này bằng 0 thôi. Hai thằng này bằng 0, hai thằng này bằng 1 và hai thằng này bằng 1. Đó, thấy chưa? Như vậy là mình có được là 3A trừ B bằng 0 tức là bằng 2 Thì đấu giáo luôn đó. Còn chỗ này nó là cái nãy bằng 1 thì chuyển qua luôn nha. A trừ 2 B sẽ bằng là trừ 1. Chỗ này nó bằng 1 thì chuyển 2 qua luôn á. A trừ 3 B sẽ bằng là trừ 1. Em chỉ bấm một hệ phương trình thôi nha, chứ không bấm bấm phương trình này để hệ hai phương trình thôi. Bấm một một hệ đi. Tương đương. vì nó bằng không không no, 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 no. từ 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 sorry sorry hơi cái này không được quyền bằng không mà nó tỷ lệ với nhau sorry thì không thể ép nó bằng không được bằng bằng nhau được cái 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 đầu tiên thì nó nó phải bằng không này cái số đầu tiên bằng không còn hơi cái này nó tỷ lệ tức là là cái này chia cho một bằng cái này chia cho một cái này chia một bằng cái này chia một tức là hai cái bằng nhau em hiểu không tức là kết trước là buộc phải bằng không rồi đó còn hai cái lần sau là tỷ lệ với nhau cái này chia cho một bạn này chia cho một cái này chia một bạn này chia một từ hai kế bằng nhau thì hai kế mà bằng nhau thì mình sẽ chuyển qua luôn qua nha chuyển qua từ được là hai a thì còn là một a này rồi chuyển lại qua từ được là còn là trừ b này số chuyển lệ là hết rồi bằng không rồi tương đương a bằng b bằng ăn à, máy việc máy Trên trừ dưới A bằng 1 B bằng 1 luôn Đúng không Bấm đi nha đúng rồi, đúng Ok Rồi A1 B1 Có A bằng 1 B1 Em thế vô cái vector này này Đây chính là vector chỉ phương của nó luôn đó Mà nên do là đường thẳng này đi qua M nè và nhận mà nào là với ta chi phương này Chứ mình thế vô đó thì a một b 1 thì mà, nà mà đó Nà mà sẽ bằng 111111 Là 0 1111 là 1 11114 3 còn 1 011 Đang làm ở câu bao nhiêu vậy Câu 40 011 câu A được Câu B được câu C được, câu D được luôn. 0, 1, 1. không một Rồi. Và nó đi qua cái điểm cho nó là cái điểm M đi. Điểm M là A nó bằng một nha. Điểm M này sẽ bằng là HA 3 3 HA3, có không? Đó. Được chưa? Rồi. Đây là một cách làm. Nó có nhiều cái phương pháp làm bài toán này lắm. Nhưng mà theo thầy thấy đây là phương pháp hà nhất nhanh nhất đó. viết phương trình cái đường thẳng sam sam đường thẳng d mà cắt cả hai đường à, tôi thấy có người là dựng tìm cái mặt phẳng chứa đến ra một và d đó. rồi sau đó tức là chứa cả hai đường á sau rồi tìm dâu với cái đường thứ ba rồi giao tiếp lại ông đường thứ, nó làm dông giờ lắm nhưng mà đây thầy thấy đây là một phương pháp tối ưu nhất trên thứ tư nhất nhanh nhất ha. chọn trên đây này một điểm chọn ra một điểm thì nó sẽ đi qua đường thẳng đi qua hai điểm này mà muốn song song thì cùng phương rào xa đó sau này nếu mà nó có tình huống vuông góc em cũng thể làm theo cách đó được chưa tức là cái đỡ đỡ lọa là cái dạng kiểu đó mình sẽ làm được, được chưa? hoặc là anh yêu là cho mặt phản P đường thẳng delta 1 đường thẳng delta 2 viết phương trình đường thẳng delta ta vuông góc p và cắt cả delta một delta ta đó, đó cũng là một cái hướng đúng không thì cũng có mà nè nếu mà vuông với p thì lúc đó mà nè nà này nó sẽ cùng phương với pháp tuyến của mặt phẳng và nó quay về giống thằng này thấy chưa đó nói chung người ta sẽ, khi làm một bề như vậy khi người ta biến táo ra mình phải hiểu để mình làm tiếp trong là hạp bờ đó là chỉ ra làm theo kiểu như vậy thôi còn chúng ta biến một chút là mình trung quốc là không có được Đấy chưa? rồi có 40 sao đúng nha 41 cho d1 d2 phương trình đường thẳng vuông góc b các đó vừa mới nói sang đó, là, có liền này ha? vuông với p các d1 d2 đó rồi gọi m tọa độ cho cái này, này bằng a này ha thì là ha a trừ a cộng một a trừ hơi rồi là cái này là thuộc d một này n n nó có t sáng luôn đó trừ một cạn h t một cạn t và ba là thuộc d hai tính vectơ m lên vectơ m lên n trừ m t trừ a trừ một nó khi mình khi mình làm mình sắp xếp ẩn cho nó có thứ tự luôn đi để sau này mình bấm má mình làm cho nó khỏe trên dưới trừ trên tức là t cạn a nó dưới trừ trên này cái dưới trên t mình thấy đây mình thành cạn a này đúng không một cạn một hết rồi còn đây cũng dưới trừ trên luôn này đây dưới trừ trên thì chỉ có trừ a thôi trừ a cạn nam Với tập pháp của cái mặt phẳng Mặt phẳng có vector pháp là 7 1 Trừ 4 Do là nó vuông góc với mặt phẳng này vector này nó tỷ lệ với nhau Lập tỷ lệ lên Ht trừ 3 Ht trừ a Trên 7 Bằng à, Trừ 1 đó chứ Bằng T cộng A Trên 1 Bằng trừ a cạn nam trên trừ 4. Ha, phương trình hơ ẩn chắc chắn mình làm được. Quy đồng từng cặp lên, đúng không? Cặp thứ nhất quy đồng lên cho được là 2 t trừ a bằng trừ 1 nữa bằng 7 t cộng 7 a. Phương trình thứ hai quy đồng lên là trừ 4 t trừ 4 a. Mình chừng cho nó số này là số a ha. Rồi bằng trừ a cạn 5 chuyển qua thành một cái hệ bấm cái bập là xong chuyển qua thành trừ 5 t chuyển qua thành trừ 9 t số chuyển là một đây là trừ 4 t chuyển qua thành trừ 3 a bằng là 5 máy tính chạy bấm bùm cái đề Với một rồi. T bằng trừ 2 A bằng 1 Rồi có T Mới có A mình sẽ ném vô đây Mình tìm vector MN tức là vector chỉ phương đó MN Nó sẽ là Trừ 2 1 T bằng trừ 2 A bằng 1 Trừ 2 là thành trừ 4 Trừ 4 với trừ 2 là trừ 6 Trừ 6 với trừ 1 là trừ 7 Với đây nữa là Trừ 2 cặn 1 là trừ 1 Vâng, cho đây là à, 1 trừ 1 với 5 là 4. Rồi, trừ 7 trừ 1, 4. Trừ 7 trừ 1, 4 được nè. 7, 7 trừ 4 được nè. Cái này bỏ, bỏ. Điểm đi qua nữa. Bây giờ mình lấy cái điểm đi qua nào đó. Ví dụ như là mình thế vô cái điểm nào cho nó dễ. Điểm uh, M đi nha. Điểm M có tọa độ này. M là thay chữ A 1 vô nè. A 1 vô nó là ha a không trừ, <laughs> không trừ một, không trừ một, không được trừ một phải đổi giáo thành trừ ha không cạn một trừ không cộng một câu b, ok. còn nếu như mà không có nữa thì còn một giải pháp là thế hết nó vô nó bàn nhau hết chị nhận yeah. rồi tiếp tục phương trình mặt phản phương trình đường thẳng là bây giờ nó trở thành một cái bài toán cực nhỏ trong bài toán lớn đường thẳng mặt phản là viết rộng 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 chứ không có phải suy nghĩ nữa viết đường viết mặt là một chuyện nhỏ nhỏ nhặt rồi câu tiếp theo trang không gian cho cái đường thẳng d viết phương trình delta đi qua a các d tại b đây là đường thẳng d đi đúng không à, viết phương trình đường thẳng delta đi qua điểm a các b các d tại b sau cho khoảng cách từ b đến đã mất khóc rồi mất cái đèn thốt rồi à đúng rồi bị chai mất đây đây đến cái mặt phẳng này là bằng ha căn ba sâu cho khoảng cách từ b đến cái mặt phẳng alpha này là một khoảng cho trước khoảng cách ra mà khoảng cho trước chọn cái giải pháp làm thử nghiên cứu cái giải pháp làm xong chọn đến b đó tính cách sau đây mặt phẳng mặt phẳng pha tức là đường thẳng d đường thẳng này đi qua điểm a Cắt đường theta tại điểm b sau cho khoảng cách từ b đến alpha này là làm bằng một khoảng cho trước đúng ra bài toán này không cần làm cũng được nếu mà nó cắt b tại đây là cách đây một khoảng là hai căn ba thì ngược lại nó sẽ cắt ở phía này cũng một điểm nữa nè khoảng cách này nó cũng là căn ba thì chắc chắn bà toán sẽ có hơi nghiệm mà bà toán có nghiệm nhìn cho bán chọn nó án đi chứ còn hai đứa án này nó có một mới mười à, cho nên là 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 đây cũng là một một cái một cái 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 sơ sót của người ra đề ít nhất phải cho hai cái đó bán có hơi, một hai đó bán có hai phương trình nên nó cho một phương trình thôi con còn Chúng ta vô làm thì phải làm sao cho nó hay nhất. Làm sao cho nó hay nhất. Thì theo thầy nghĩ là chọn để một điểm trên D trước, chọn đợi một điểm trên D trước đê mình đây. này D và tính khoảng cách từ D đến mà phải phải cho nó bằng hai căn ba nó sẽ ra hai điểm. Điều không? Mình sẽ tìm điểm B và điểm B phải này. Đó. Mình sẽ chọn điểm D bằng phương pháp tổng quát tức là chọn điểm trên đường bằng phương pháp tổng quốc tức là chọn điểm M cho nó bằng à, bằng T đó mà thầy viết chữ T đó 6 lên dùng chữ A đó quy đồng lên một nhân lên chuyển trừ một qua hai nhân lên thứ 2 qua nhân lên đó thì sẽ ra được là A cạn 1 và H A cạn 2 H A cũng biết không đúng không lắc nó lộn rồi và đây là trừ A rồi, bây giờ em tính khoảng cách từ em M đến cái mặt phẳng anh pha và cho nó bằng hai căn ba, không? Khoảng cách từ em M đến cái mặt phẳng anh pha là bằng cách thế nó vô đáng tuyệt đối, thế vô a này, này hoành độ này, thế vô x, tung độ thế vô y, câu độ thế vô giấy, mà đây là x y giấy cạn là luôn, nên mình tính nhanh là ba cái đó càng lại, nó còn lại là uh, x cạn y cạn giấy, tức là ba cái này càng lại này này còn lại là HA Cạn 3 và trừ -1 của họ đây này nghe, trừ -1. Chia can của bình phương bình phương bình phương ba cái hệ số y giác bình phương 1 1 1 là căn 3 và bằng là HA căn 3. Rồi, quy đồng lên thì ta sẽ được là HA a cho. do trị tuyệt đối của HA Cạn cho HA sẽ bằng là 2 3 là 6. Rồi tương đương có hai trường hợp a bằng và a bằng. Nếu bằng 6, nếu bằng 6 thì chuyển hệ qua là trừ ha. 6 trừ ha là 4 chia ha là ha. Và nếu bằng trừ -6 thì chuyển qua thành trừ -8, trừ -8 chia ha là trừ -4. Được chưa? Rồi như vậy là có hai điểm M thấy chưa? Điểm M1 với số ha thì nó là 3 ha 2 4 6 trừ ha. Còn M ha trừ 4 4 thì nó là trừ 3 trừ 4 thì trừ 8 cạn là, là trừ 6 trừ 6 trừ 4 là cạn bóng rồi như vậy đường thẳng cần tìm là đường thẳng MA1 MA2 và chắc chắn là đường thẳng đi qua hai điểm này thì không nói nữa mà em tự làm được ok à. đó là cái quan trọng là cái giới pháp làm nó như thế nào đây à. đường thẳng đi qua điểm A cắt D tại điểm B Sau cho khoảng cách từ B đến cái mặt phẳng đó là bằng 2 căn 3. Cũng có một cái giải pháp làm gì? Viết phương trình mặt phẳng sam sam với alpha. Phương anh Pha đó là x cạn y cộng z cộng d rồi cộng d bằng 0. Cộng d bằng 0. Em tìm dấu của d với alpha. D là cái phương trình này còn alpha đây nhưng mà alpha này cũng dính cái chữ d này nha thì em sẽ tìm vô nó sẽ ra được một điểm theo t đó, ra được một điểm cái điểm này là nó có t với có d trong đây này t d. đó rồi lợi tính khoảng cách từ điểm tới cái mặt phẳng alpha này giờ yeah. và khó hơn rất nhiều Đúng không Cho nên là cái cái quyết định mà triển khai công việc nó theo hướng nào nó rất quan trọng Đúng không rất quan trọng thì mình chỉ cần trật hướng vắng ra được kết quả nhưng mình đi một đoạn đường khá xa trong khi người ta đi con đường rất là ngắn chưa? bằng cách là với đường thẳng thì em chú ý là đối với đường thẳng em được quyền chọn cái điểm tổng quát điểm tổng quát trang cái điểm tổng quát nó chỉ có một ẩn thôi a b này a này em chỉ cần lập phương trình bằng một chỉ cần lập một phương trình để em dỡ cái ảnh ra được đó, tức là trang đầu mình phải có ý tưởng đó dính tới đường thẳng thì mình sẽ biết rằng là mình sẽ chọn được cái điểm tổng quát trang điểm tổng quát có một ảnh nếu ta thiết lập được một phương trình chắc chắn ta vẽ được ảnh nó ra đó đó là cái hướng đi để mình có thể định hướng cho những bài toán khác còn dấu bài này thì nó lộ quá rồi mình suy luận thôi nó ra hai đoán ra này có hai chọn liền luôn không cần làm nữa <laughs> rồi trang không gian uý giấy viết phương trình delta đi qua a các trục tung tọa Tờ... B sau cho OA bằng 2 lần OB Cái trục tung mình coi như là cái trục tung là OA này đi phải không? Rồi đường thẳng delta đi qua điểm A này à, điểm A, Các trục tung tại, tại điểm B sau cho OB bằng 2 lần OA Đây các tờ này tại điểm B sau cho OB OB bằng hơ lần OA đó rồi như vậy thì các trục tung tờ điểm B các trục tung tờ điểm B thì điểm B đó có phương trình là 0 B 0 và theo giả thuyết là OA OB bằng A OA OB bằng hơ OA OB thì nó bằng mô của B còn hệ lần OA. OA là vector OA nó bằng cái điểm A bên kia luôn đó, bên này này ha. Ta luôn. là bằng hệ là nhân căn bậc hai của à h, h 1 là 3 đó. Là 3. Căn bậc hai của h bình, h bình 1 bình là bằng 6. Vậy có hai trường là B bằng 6 và B bằng trừ -6. Rồi, như là đường thẳng của mình sẽ đường thẳng đi có hệ đường thẳng là B có tọa độ là b có tọa độ là không cạn trừ sáu không quên đi đường thẳng mình là oa à, ab 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 1 ab hai có hơi được và là lộ đáp án nữa yeah. chắc chắn nó có hơi được và tự viết nhé coi như được ha cũng may mắn là có những câu giống nhau để có thể có thể tớ hiện lại cái phương pháp nó nhớ lâu là... hơn viết phương trình delta đi qua b Các d đi qua b các d để mình định hướng nó sao mà đây mình đặt tiếp cho nó rối Các d tờ c tờ c sau cho tam giác obc ừ. OBC có diện tích bằng bao nhiêu? OBC điện tích bao nhiêu <laughs> rồi Lợi chắc chắn có hai có cái cái đáp án rồi đó chắc chắn là có hai đáp án vì điểm C vô đây và tương tự như vậy nó sẽ có điểm C phía này nữa là đoán C còn cách làm thì cũng phải biết cách làm chứ không phải là do đây là một cái 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 cái, cái khiếm khuyết của người ra đề chứ còn mình mình bấm vào khiếm khuyết người ra đề mà mình không dỡ thì bây giờ sao nó ra dỡ thì làm sao mình làm chưa? thì ở đây nó dựa vào cái diện tích này diện tích và điểm C này nó thuộc D thì như nãy nó rồi đó đối với một điểm thường thẳng thì mình sẽ gọi điểm dưới dạng tổng quát C nó sẽ là cho ra bằng A đi thì nó là A cộng A. trừ ha A cộng 3 và A trừ 1 rồi OC nó cũng là nó luôn còn OB thì cũng là nó luôn 1 1 ha à. diện tích của tam giác OBC bằng bao nhiêu? Còn nhớ công thức tính diện tích tam giác trong không gian không? Diện tích của tam giác OBC sẽ bằng Một phần hơ mô đun của tích có hướng OC với lại là OB. Quay công thức rất quá. Đúng không? À, cho nên là phải tính cái tích có hướng này trước. Tích có hướng nó là che đầu. Che đầu này nhăn nhau trừ cái này và ta nên nhẩm ra ngoài để ta đưa vô luôn cho viết ra một đống cái này nhân nhau trừ cái này cái này nhân nhau là trừ 4 a của trừ a là trừ a và số số nhân nhau là 6 cạnh một là bảy rồi trái giữa trái giữa thì a cho đây nó là a trừ a còn a đổi giáo thành trừ a số đây là 4 4 mà trừ cho thành cạn một nó là nam nam đổi giáo trừ nam che cuối thì chỗ đây nó là a a với trừ với trừ hơi a thành 3A. Số a, trừ 3 a số ha trừ ba còn trừ một đó tính rất là nhẹ nhàng như vậy đó ha rồi như vậy đây là cái tích có hướng của nó này tích có hướng của nó này chưa? vậy là module của nó là một phần a. tính luôn cái, cái 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 diện tích này ấy bằng mô là căn bậc hai của hoành bình là nam a trừ bãi bình khi bình phương thì ghét cái dấu chuồng trước dấu trừ lắm đổi dấu cảm cho cái này bình phương là mình đổi thành a cạn nam bình phương đó khi mình mình khi mình lanh lên một chút ở trong những kẻ ở đó thì thì bước tiếp theo mình tính toán nhẹ nhàng hơn cứ để hơi giống trừ có thường hay bị quẩn cái này nó sẽ là cạm cho 3 a trừ một bình phương và theo giả thuyết là bằng căn của 83 phần ha. Rồi. Rút gọn ha, cái số này đi. Và bình phương ha, vé luôn. Khi triển ra cái đây 25, 26, 26 với 9 nữa. 26 9 là 35. 35 A à, bình phương. Cái này hơi lần AB là trừ 70. Hơi lần AB là cạn 10. Hơi lần AB là trừ 6. 70 mà trừ cặn 10 thì còn là trừ 60 trừ 60 gặp với 6 là trừ 66 à số cho chỗ đây nó có 49 chỗ đang có 25 chỗ đây nó có 1 49 11 50 50 25 là 75 cạm 75 bàn 83 chuyển qua thành trừ 83 bằng 0 75 mà trừ 83 à, với 80 thì nó còn trừ 5 trừ 5 với trừ 3 là trừ 8 trừ top bằng không rồi bấm dùm phương trình đó đi Nó sẽ ra được hai giá trị a à. à. ba mươi lăm trừ là còn trừ năm trừ năm với trừ trừ top. không rồi. toàn những bàn tay vàng không lột đạt bốn phần ba mươi lăm với trừ 4, 4 phần với trừ ha như là với a như thế này em siêu ra c một với ai là siêu ra c hai đường thẳng cần tìm của mình là đường thẳng BC1 và BC2 đường thẳng đi ừ, qua hả à, à, trừ 4 phần 35 à, phần à. ok 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 rồi hai với trừ 4 phần 35 rồi như vậy thì khi em có được C rồi A à rồi thì em thế vô lên trên này để em tìm C này vì chỗ đây nãy nó là điểm C đó rồi cho có được c 1 thế vô được c 2 với C1, C2, em sẽ tính viết B1 và BC1, BC2 ha, BC1 đường thẳng đi qua hai điểm thì thầy không bằng kể nữa, mấy em tự làm được ha, Rồi chắc chắn là sẽ có đáp án như thế này. Đây là thầy chỉ nói có hướng đi thôi, hướng đi nó như thế nào và lưu ý cái điều là nó cắt D tự điểm C thì cái điểm đó mình được quyền chọn dưới dạng tổng quát gọi là dạng phương phương pháp thu gọn ẩn thu gọn ngắn nó là x y z mình thu gọn tổng quát mình thu là cộng gọn a thôi Đó. và ta thiết lập phương trình diện tích ta ra được một phương trình chắc chắn giữa được tìm a mình có a tức là có c mà đường thẳng cần tìm mình là bc rồi, ok rồi vậy nha rồi phần lẽ mà em tự nha 45 cho cái đường thẳng d1 d2 phương trình đường a à, phương trình đường vuông góc chung đường vuông chung đây là một câu của sách giáo khoa d 1 d hai viết cái đường vuông góc chung m 1 Mn đường thẳng vuông góc chung là đường thẳng vuông và cắt cả hai đường gọi là đường vuông góc chung vuông và cắt cả hai đường là đường vuông chung thì ở đây nó có cái cách làm cũng giống như lúc nãy của mình đó. Tức là ở cái điểm M1 thuộc D1 mình gọi M nó là trên đây. Này, nó là A nha. Cái này, này. Đây cho nó bạn A nha. Cho bạn A tưởng tượng nha. Được là A cạn ha. A cạn ha. Trừ A cạn 1. Và trừ A cạn ha. Được chưa? điểm N này. Điểm N thì có tọa độ là n trên này nó cho sẵn rồi t 3 h, trừ h cạnh t rồi như vậy mình tính vector m n tính vector m n m là lấy n trừ m cho cái này đổi chữ t thành chữ b luôn nghe b cái t với chữ chữ a nó khó chịu quá mà là lấy n trừ m là, là b trừ a b trừ a nó lại khó chịu lấy n trừ m đi n m rồi nó là a trừ b cộng 2 trừ a trừ hai trừ a trừ b cộng bốn lấy trên trừ dưới trên từ dưới thì sẽ lấy số trừ số rồi chữ trừ chữ chữ trừ chữ số trừ số và đề mở nào. Rồi. Giữ sau đây. Yêu cầu là phải vuông góc với cả hệ được. U1 thì có cái tọa độ là 1 1 1. U2 có tọa độ là 1 0 1. Rõ ràng là MN nó vuông góc với U1. Nên sẽ có được NM nhân với U1 bằng 0 và n m nhân với u h bằng không hơ phương trình hơ ảnh chắc chắn dở tìm được A B. tính hướng mình không là hoành nhân hoành hoành nhân hoành tung nhân tung câu nhân câu bằng không và tương tự đây hoành nhân hoành tung nhân tung câu nhân câu bằng không hơ phương trình hơ ảnh bấm chắc chắn sẽ tìm ra được a a với lại là b có A B thì ném lên đây ta tìm được với ta chỉ phương có vết thương về phương dò đáp án do đáp án mà nó có nhiều hơn hơn đáp án thì là lấy với tay phương thế vô điểm màu điểm nào để tìm điểm để soát lại đáp án một lần nữa chưa? đó là cái hướng đi của nó ok thôi được rồi vậy là cái 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 phần này là hướng vậy thôi nha còn cái phần còn lại là mấy em tự làm được đúng không chủ yếu là định hướng